Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể tạo cái chất liệu là giấy ở trong Photoshop. Thì mình làm cái video này là do có một bạn yêu cầu muốn được xem cái video này nên là mình sẽ làm cái nội dung này. Nhưng mà thực sự thì cái nội dung này cũng rất là hay và mình thấy cũng chưa có nhiều kênh làm nên là mình cũng làm để cho các bạn biết thêm nhé. Đầu tiên là các bạn hãy tạo cho mình một cái rectangle. Các bạn hãy kẻ một cái rectangle giúp mình. Ở đây cái phần fill thì các bạn hãy chọn, click trái chuột vào đây và chọn cho mình là cái màu trắng nhé. Các bạn cứ để màu trắng đi. Sau đó các bạn vào filter này và convert for smart filter giúp mình. Ok. Các bạn sẽ thắc mắc với mình là tại sao mình lại không sử dụng cái cách này. Ví dụ mình kẻ thêm một cái đường khác, nháy phải chuột này và chúng ta sẽ convert to smart object, đúng không? Các bạn nghĩ là làm như vậy và chúng ta sẽ lấy cái file chấm PSP. Mình sẽ sử dụng cái cách này, nhưng mà ở đây không phải các bạn nhé. Thay thế đối tượng thì các bạn có thể làm cách này. Còn của chúng ta hiện tại là chúng ta muốn thay đổi rất là nhiều màu sắc của cái chất liệu giấy. Sau khi chúng ta đã tạo hiệu ứng xong, kích đúp vào cái rectangle. Sau đó là các bạn chọn cho mình cái color overlay giúp mình. Ở đây cái phần blend mode các bạn chọn cho mình chế độ hòa trộn là multi. Cái phần opacity các bạn cứ để nguyên 100%. Và ở đây mình click trái chuột này, mình sẽ chọn một cái màu trắng thôi nhá. Đầu tiên là mình cứ để màu trắng đi. Ok. Rồi. Đến đây các bạn tiếp tục vào cho mình cái lệnh filter này, filter gallery, chọn cho mình cái phần texture. Đến đây thì các bạn chọn cho mình cái phần sandstone giúp mình nhá. Scale thì ở đây nếu như bạn nào mà muốn cái scale của mình nó kích thước nó lớn hơn á thì các bạn hãy tăng cái phần trong của nó lên, còn không thì các bạn chỉ để ở tầm mức chung. Nếu như các bạn để quá lớn thì với những cái sản phẩm kích thước nhỏ thì nhìn nó bị hơi to, tức là nó không được thật, nên mình khuyên các bạn chỉ để 100 thôi. Còn cái phần relief thì ở đây các bạn hãy cho to cái size của nó lên đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là sắc nét. Nên các bạn hãy để cho mình giới hạn nó từ 8 đến là 10. Ok nhá. Line thì các bạn để là top. Ok giúp mình. Chúng ta lại tiếp tục một lần nữa. Filter này, filter gallery. Lần này thì chúng ta sẽ không chọn texture nữa mà các bạn hãy chọn cho mình cái brush stroke. Chúng ta sẽ làm về cái sparser chiếc này. Đây là cái phần kết quả nhé. Spray radius thì các bạn đặt cho mình cái thông số là 10. Nếu như mà cái bán kính của bạn á, các bạn có thể tăng thử lên. Các bạn thấy không? Thì tức là các cái gọi là các cái điểm, các cái hạt nó sẽ rất là dày nhau. Nhưng mà mình chỉ muốn nó vừa phải thôi. Mình sẽ để là 10 nhá. Smooth các bạn để cho mình là cao nhất giúp mình đi. Ok. Và các bạn vào lại cái phần filter một lần nữa giúp mình này. Cũng vào filter gallery. Đến đây thì các bạn hãy chọn cho mình cái lệnh là spray stroke. Các bạn nhìn thấy không? Với cái chất liệu giấy á thì nếu gọi là chất liệu giấy thì có phải là nó sẽ được làm bằng mùn cưa này, bằng các cái gỗ vụn đúng không các bạn? Nên là khi mà nó ép xuống thì nó sẽ có những cái đường vân vân của nó lên ạ, cái đường gân sợi của nó lên. Nên là để cho thật nhất có thể thì các bạn phải sử dụng thêm cái filter này nhá. Ở đây cái phần stroke mình đang để là, mình sẽ để lớn một chút, mình sẽ để là 18. Còn spray radius thì các bạn nhìn đây, nếu như mà các bạn để cái thông số mà càng thấp ạ thì nó gần như là nó trở lại với cái bước trước là cái phần sparser, không có cái hiệu ứng gì cả. Đây là mình đang thêm những cái đường vân vào cho nó mà, nên là các bạn phải thay đổi cái spray radius đi giúp mình nhá. Đây là stroke thì có nhiều kiểu lắm. Có thể là từ trái qua này, từ phải này,
Horn là ngang này, left là từ trái này, hướng tức là cái hướng, stroke đó các bạn, vertical. Ở đây mình sẽ chọn là horizontal các bạn nhé. Sau đó các bạn hãy ấn OK. Và đây chính là cái chất liệu của chúng ta. Đây sẽ là trên giấy trắng. Còn nếu như bạn mà muốn thay đổi cái màu sắc của nó thì các bạn hãy kích đúp vào cái color overlay giúp mình như này. Ở đây các bạn hãy chọn cho mình một cái màu khác đi. Giả sử như bạn muốn một cái màu màu xanh rêu chẳng hạn. Ví dụ mình đang ví dụ xanh rêu nhá. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi ở bên cạnh. OK giúp mình này. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Và đây là chính là cái phần nội dung mà mình muốn truyền đạt cho các bạn. Nhưng đến đây mình sẽ cho các bạn thêm một cái nữa. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng kết hợp giữa các cái hiệu ứng lại với nhau thì nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm rất độc đáo. Bây giờ mình sẽ thay đổi màu sắc đi. Mình kích đúp vào Color Overlay này. Mình chọn lại một cái điểm, chọn một cái màu mà rất là sang trọng, ví dụ màu xanh, giải màu xanh tím than đây. Màu sang trọng là màu này, nhìn nó sang một chút. OK, mình sẽ zoom to lên. Sau đó các bạn hãy đánh cho mình một cái dòng text vào đây. Ví dụ mình sẽ sử dụng cái dòng text là, đây sẽ là một cái kiểu chữ thông thường đúng không các bạn? Nếu như giả sử cái chữ này mình muốn lồng ghép các cái hiệu ứng mà mình vừa mới làm xong á vào đây thì nó sẽ như thế nào? Các bạn hãy nhân đôi cái text này đi. A này, giữ chuột trái này, kéo ra để chúng ta sẽ nhân đôi nó lên. Mình sẽ đổi tên là Dry nhá. Đến đây thì các bạn hãy vào cái phần Raster này, tức là cái hiệu ứng đầu, cái phần hiệu ứng đầu tiên, các bạn hãy Ctrl Z, chúng ta sẽ nhân đôi nó lên, kéo nó lên trên cùng. Đến đây thì các bạn thêm cho mình cái bước này, mình muốn lồng cái hiệu ứng này vào trong cái chữ design á, thì các bạn hãy ấn A này, giữ để chuột trái vào cái giữa cái đường biên của cái rectangle với cái chữ design á, kích vào. Rồi, và sau đó các bạn kích đúp vào cái màu Color Overlay giúp mình. Giả sử bạn muốn đổi nó thành một cái màu khác đi, màu xanh này thì hãy chọn một cái màu vàng đi. Đây là màu vàng chẳng hạn, màu vàng gold nhé các bạn nhé. Đó, các bạn có thể thay đổi bằng cái màu này. Nhìn, khi mà các bạn zoom to lên, mình sẽ ấn OK này. Các bạn zoom to lên, các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái chữ design này, chúng ta sẽ có cái chất liệu mà vừa nãy chúng ta đã sử dụng á. Mình muốn lồng vào trong cái chữ text này thôi. Giả sử bây giờ mình sẽ thêm một cái kiểu khác nhé. Kích đúp vào Color Overlay, bỏ chọn cái Color Overlay đi, chọn cho mình cái phần Gradient Overlay chẳng hạn. Các bạn hãy chọn cho mình một cái kiểu Gradient mà các bạn thích đi. Ví dụ ở đây là trong cái máy của mình có sẵn một số loại Gradient, mình sẽ chọn cái loại này chẳng hạn. Đến đây. OK, chọn cái phần Blend Mode vẫn là Multi này, Opacity 100%, các bạn nhìn thấy không? Thay vì là chúng ta sẽ làm một màu thì chúng ta có thể làm gradient nhiều màu lên. OK, và bây giờ chúng ta sẽ kéo thử nha. Mình sẽ kéo cái chữ Design này đi khắp nơi, mỗi một chỗ nó sẽ có những cái màu khác nhau. Các bạn sẽ thắc mắc đúng không? Thực ra cái này là chỉ cần chọn vào cái rectangle này, Ctrl T. Các bạn hãy thu thu nhỏ nó lại. Do vừa nãy á, các bạn đang để cái kích thước nó quá lớn thôi. Và nó sẽ thu nhỏ lại gần giống phần gradient overlay đây này. Đấy, cái màu của chúng ta. Các bạn đang để ở cái phần góc angle là 90 độ. Còn nếu như bạn để xoay ngang ra thì cái này cũng sẽ theo ngang ra thôi. Rồi, OK. Rồi, xong. Vậy là cái nội dung của mình hôm nay á, mình chia sẻ với các bạn cũng chỉ đến như vậy thôi. Nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Tạm biệt.